Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 11 giờ hôm nay mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp vừa được cập nhật. Những thông tin được đăng tải trên trang dinhdu.vn, vnadress.net, vov.vn và nhân dân.vn. Cứu hộ nhiều cá thể tê tê quý hiếm từ buôn bán trái phép. Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam phối hợp vườn quốc gia quốc Phương, Ninh Bình đã cứu hộ kịp thời 7 cá thể tê tê, trong đó có 2 cá thể tê tê vàng quý hiếm. Số động vật hoang dã nêu trên do công an tỉnh Thanh Hóa tịch thu từ một vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp. Trong hai tuần qua, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam đã tiếp nhận cứu hộ tổng số 19 cá thể TT đều là tang vật từ các vụ buôn bán động vật hoang dã trái phép. TT tê tê vàng tên khoa học Manis Dactyla được liệt kê vào danh sách nguy cấp vì sự suy giảm quần thể loài ngoài tự nhiên lên đến 80%, có thể đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Việc ngăn chặn và phục hồi quần thể TT và ngoài tự nhiên cần rất nhiều thời gian và nguồn lực để thiết lập các chương trình sinh sản, từ đó, những cá thể này có thể phục hồi và hỗ trợ các quần thể quan giả khác trong các khu bảo tồn ở Việt Nam. Hỗ trợ hàng trăm sinh viên, lao động trẻ Việt Nam từ Nhật Bản về đón Tết. Khởi động chương trình mang Tết về nhà, năm 2023, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Santori Mexico Việt Nam tổ chức đợt đầu tiên trong chuỗi hoạt động đón sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động Việt Nam hoàn cảnh khó khăn từ nước ngoài về đón Tết Nguyên Đán Quý Mão. Các đối tượng được thụ hưởng chương trình là sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động quốc tịch Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, nhiều lần không có điều kiện về nước đón Tết cổ truyền. Mỗi trường hợp được hỗ trợ 100% chi phí bay từ Nhật Bản về Việt Nam và 50% chi phí bay từ Việt Nam quay trở lại Nhật Bản tiếp tục học tập, làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đáng Quý Mão 2023, hỗ trợ trang thiết bị y tế trị giá 500.000 bản Anh cho Việt Nam. Vừa qua, tại Hà Nội, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. UNICEF trao tặng trang thiết bị y tế trị giá 500.000 bản Anh cho Bộ Y tế Việt Nam nhằm hỗ trợ phục hồi hệ thống y tế. Theo đó, Bộ Y tế sẽ sớm phân bổ trang thiết bị đến các bệnh viện và cơ sở y tế có nhu cầu trên cả nước. Sự hỗ trợ này thể hiện tình hữu nghị, đồng thời hy vọng góp một phần nhỏ vào công cuộc phục hồi sau đại dịch của Việt Nam. Hợp tác y tế Việt Nam Vương quốc Anh còn trải rộng trên các lĩnh vực về kháng kháng sinh, bệnh không truyền nhiễm, giáo dục y khoa và y tế số. Tiếp tục bản tin là những thông tin thế giới đáng chú ý. Trung Quốc thúc đẩy khôi phục hoạt động các cửa khẩu biên giới. Tổng cục Hải quan Trung Quốc ra thông báo yêu cầu các địa phương khởi động việc thúc đẩy khôi phục các hoạt động thông quan hàng hóa và vận tải hành khách tại các cửa khẩu biên giới. Để thực hiện việc kiểm soát COVID-19 theo các bệnh nhóm B, đồng thời đưa ra khỏi danh mục quản lý bệnh truyền nhiễm phải tiến hành kiểm dịch, cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ điều chỉnh hàng loạt biện pháp quản lý tại các cửa khẩu từ ngày 8 tháng 1 năm 2023. Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc, các cửa khẩu sẽ hủy bỏ toàn bộ các biện pháp giám sát và xét nghiệm axit nucleic ít nhằm phát hiện virus COVID-19 đối với thực phẩm đông lạnh, cũng như các loại hàng quá khác nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc. Việc khôi phục hoạt động các cửa khẩu biên giới được tiến hành sau khi Trung Quốc thay đổi chính sách liên quan COVID-19, hạ cấp kiểm soát dịch bệnh không áp dụng biện pháp cách ly đối với người nhiễm COVID-19 cũng như người nhập cảnh vào nước này. Tổng thống Philippines sắp thăm Trung Quốc, lập kênh liên lạc trực tiếp về Biển Đông philippines thông báo sẽ thiết lập liên lạc trực tiếp giữa bộ ngoại giao nước này và trung quốc để tránh các tính toán sai lầm trên biển đông thỏa thuận sẽ được ký khi tổng thống philippines thăm trung quốc tuần sau thông tin được đưa ra vài ngày sau khi philippines bày tỏ lo ngại và yêu cầu quân đội tăng cường sự hiện diện ở vùng biển tranh chấp trên biển đông sau khi có thông tin trung quốc đã bắt đầu cải tạo một số thực thể ở quanh quần đảo trường sa thuộc chủ quyền của việt nam trung quốc đã bác bỏ cho rằng những thông tin này là vô căn cứ Ông Imperial cho biết ông Marco muốn tình hình hòa bình và ổn định ở Biển Đông và sẽ tiếp tục khẳng định chủ quyền và quyền chủ quyền của mình trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Theo quan chức này, ông Marco có thể nêu và thảo luận về các hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, ông không nói chi tiết nội dung các thảo luận về vấn đề Biển Đông. Nga biên chế tàu ngầm hạt nhân giúp đảm bảo an ninh Nga trong nhiều thập niên tới. Nga tăng cường lực lượng hạt nhân hải quân hải quân Nga vừa đưa vào biên chế tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borei thứ sáu. Tàu ngầm General Simon Suvorov lớp Borei là tàu lớn nhất và mạnh nhất trong số ba tàu. Tàu này dự kiến sẽ gia nhập hạm đội Thái Bình Dương. Lớp Borei tạo thành xương sống trong lực lượng răng đe hạt nhân của Hải quân Nga. General Simon Suvorov là tàu ngầm thứ sáu thuộc loại này được đưa vào biên chế. Chiếc thứ bảy có tên gọi Alexander Đại Đế Ba đã được hạ thủy ngày 29 tháng 12 và chuẩn bị thực hiện chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên trong tháng 6 năm 2023. Theo Điện Kremlin, các tàu ngầm lớp Borei này có khả năng mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava. Tổng thống Vladimir Putin đã tham dự từ xa buổi lễ đưa vào biên chế tàu ngầm. Ông cho biết Nga đang trong quá trình đóng thêm 4 tàu ngầm lớp Borei loại tàu ngầm mà ông tuyên bố sẽ đảm bảo an ninh của Nga trong nhiều thập niên tới. Thưa quý vị, khi bạn đến Tây Bắc vào mỗi dịp mùa lúa chính, bạn sẽ được nghe những người dân ở đây truyền tai nhau câu này, nhất thanh, nhì lò, tàm thang, tứ tất để ca ngợi bốn vừa lúa lớn nổi tiếng nhất Tây Bắc cánh đồng Mường than thuộc quyền Mường Thang, tỉnh Lai Châu với tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp khoảng 2.000 hecta. Nơi đây còn được biết đến với cái tên cánh đồng cổ tích. Mỗi mùa Mường Thang luôn có vẻ đẹp riêng của nó. Nếu mùa nước đổ thì tràn ngập mảng xanh biếc, còn mùa lúa chín thì nhuộm màu vàng óng đẹp mê lòng người. Cánh đồng Mường Thang mênh mông, rộng lớn bạn sẽ được hòa mình vào một cuộc sống bản địa mộc mạc, giản dị của con người nơi đây. Không hẳn là những thửa ruộng bậc thang cao ngút, cánh đồng mường thang có địa hình thoải hơn giúp cho mảnh đất này có thể trồng hai vụ lúa trong năm cánh đồng mường than hiện ra như một tấm thảm xanh vàng chạy dài miên man bất tận hòa trong nắng ấm là những làn gió mát đưa hương lúa thơm dịu nhẹ bay khắp không gian làng mặt thân thương những làn gió đưa hương lúa hương sen đường vào cảnh vật nơi đây tạo nên một bức tranh đồng quê đầy thơ mộng giữ mát tránh xa cái dáng vẻ bụi bặm ồn ào ngột ngạt nơi phố thị được thả hồn trên cánh đồng mường than nhịp sống lao động đầy sắc màu quyến rũ thỉnh thoảng cơn gió ô về lòng chảo tạo nên vùng tiểu khí hậu khá đặc biệt trên cánh đồng đẹp thứ ba vùng tây bắc ưu, bởi thế gió than nguyên cũng là đặc sản của thung lũng này. Ta đắm mình trên cánh đồng xanh vô tận, hình ảnh những đứa trẻ chăn trâu cắt cỏ, những cánh diều bay cao vút. Một miền tuổi thơ nhiều về trong mỗi chúng ta giữa chốn thảo nguyên bao la miền cổ tích. Thưa quý vị, núi Phú Sĩ là biểu tượng của đất nước Nhật Bản xinh đẹp. Từ lâu nó đã rất nổi tiếng với cảnh sắc bốn mùa vô cùng quyến rũ. Cho dù được bao quanh bởi tuyết trắng mùa đông, hoa anh đào màu hồng tinh tế mùa xuân, Hoa lá xanh tươi mùa hè hay màu đỏ rực rỡ trong mùa thu, ngọn núi đều có nét lôi cuốn rất riêng tạo nên bức tranh thiên nhiên đẹp đến nao lòng. Núi Phú Sĩ vào mùa xuân người ta sẽ nghĩ ngay đến hoa anh đào. Đến đây du khách có cơ hội chiêm ngưỡng những nụ hoa khoe sắc hồng đung đưa trong gió. Phía xa là ngọn núi cao vút phủ đầy tuyết trắng tạo thành một không gian vô cùng lãng mạn. Thời điểm tốt nhất để thưởng ngoại cảnh đẹp thơ mộng này là từ giữa đến cuối tháng 4, vì không khí ở đây lạnh hơn nên hoa anh đào nở muộn hơn một số nơi khác ở Nhật Bản. Nếu mùa xuân là mùa của sắc hồng, thì núi Phú Sĩ vào hè trở nên đa sắc hơn với sắc tím của hoa vải hương. Dưới chân núi tràn ngập màu tím nở rộ, chúng bắt đầu nở đầu tháng 7 và kết thúc vào cuối tháng. Nếu có cơ hội đến thăm Nhật Bản vào khoảng thời gian này trong năm, hãy đến đây và ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn này. Vào tháng 10 và tháng 11, ngắm nhìn ngọn núi Phú Sĩ xinh đẹp được bao quanh bởi những chiếc là mùa thu là điều tuyệt vời nhất. Giữa những rừng cây bắt đầu chuyển màu, những sắc lá vàng, lá đỏ bao quanh tương phản với màu trắng ngọn núi khiến nó hùng vĩ hơn nhiều. Mỗi năm, có một lễ hội mùa thu được tổ chức vào khoảng thời gian này của năm. Mùa đông, cả rừng cây ngọn cỏ tại núi Phú Sĩ như chìm vào giấc ngủ. Tuyết trắng phủ khắp nơi tạo nên khung cảnh yên bình, thanh vắng. Một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, luôn luôn biển chuyển. Mỗi mùa qua đi, núi Phú Sĩ lại phơi bày những vẻ đẹp và những vẻ quyến rũ khác nhau, và vẻ đẹp nào cũng khiến sai đắm lòng người. Chẳng vậy mà, ngọn núi trở thành bản tình ca bất tận không chỉ trong lòng người Nhật Bản mà còn ghi dấu trong sự mộ điệu của du khách phương xa. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo trưa nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 18 giờ. Thân mến chào tạm biệt.